Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước thầy đã xuất bản cho các em ở cái tiết 2 của bài 13, đúng không nào? Còn sang bài 14 á, là cái bài thực hành trong phòng thí nghiệm. Nên thầy sẽ để cái tiết này giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn hóa của các em sẽ thực hiện, được chưa nào? Còn bây giờ trong clip hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn cho các em qua cái chương tiếp theo, đó chính là kim loại nha. Đó chính là chương 2 kim loại. Được chưa? Ok. Như vậy thì trước khi qua cái chương 2 kim loại này, thầy giới thiệu một chút xíu. Các em nên mua giùm thầy cái bảng này, gọi là cái bảng hệ thống tuần hoàn nha các em nè. Đây. Đây là cái bảng hệ thống tuần hoàn các cái nguyên tố hóa học do nhà Mendeleev tạo ra. Như vậy thì ở đây các em thấy là kim loại. Kim loại là cái mà cái ô màu vàng này. Như vậy các em thấy nè, các cái ô màu vàng này thấy chưa, kim loại chiếm rất là nhiều, các em thấy chưa nào? Và đặc biệt thầy hay giới thiệu với em đó chính là dãy điện hóa kim loại, đúng không nào? Cái bảng này như có 3-5 nghìn thôi các em ạ. Rồi thầy sẽ giới thiệu cho các em thấy cái bảng dãy điện hóa kim loại là đây nè. Đây, các em hay hỏi thầy ơi kim loại nào mạnh, kim loại nào yếu, đúng không nào? Thì đây thì đây, cái dãy điện hóa kim loại này các em nè. Các em thấy khi nào cần may áo giáp sắt, cái hồi lớp 8 thầy đã hướng dẫn em rồi. Thì hydro đứng ở đâu? Đứng đây này. Đồng nè, các em thấy đồng không? Đồng nó yếu hơn hydro nên nó đâu có tác dụng được với HCl đâu không? Đây là những cái kim loại kim này. Liti, kali, bari, canxi, natri này. Đây là 5 kim loại kim này. Hiểu không? Còn những ban nhê, nhôm, kẽm, kẽm mangan đâu đây, chrome đâu đây. Đây chính là những kim loại kim thổ nha. Còn cái bảng bảng tinh tan, cái bảng tinh tan ở cuối sách cũng có, mà trong cái bảng hệ thống tuần hoàn này cũng có. Mà đặc biệt cái bảng hệ thống tuần hoàn này rất tiện các em, tại vì khi đi thi á, đi thi mà bộ môn hóa thì người ta lại cho các em đem vào sử dụng các em ạ. Rồi ok, cái chữ K đó chính là cái tủa các em thấy không, còn chữ T là tan, muối tan, còn cái dấu gạch là chắc không tồn tại hoặc là bị phân hủy ngay. Ok, hiểu chưa nào? Rồi, như vậy thì thầy đã giới thiệu cho các em thứ nhất là bảng cái bảng hệ thống tuần hoàn. Thứ hai là cái cách sử dụng cái bảng này một xíu rồi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài đầu tiên trong cái chương này, kim loại, đó chính là bài 15. Chúng ta học trong vòng một tiết ha. Tính chất vật lý của kim loại. Rồi, thì cái phần này á thì nói các em là nó chỉ mang tính chất còn là phần lý thuyết rất là nhiều, chứ còn bài tập thì nó cũng ít. Nên cái trong clip này thầy đi nó cũng khá là nhanh, tại vì toàn là chữ không à, với lại là lý thuyết nha. Chúng ta sẽ đi sang cái tính chất vật lý đầu tiên, đó chính của kim loại, đó chính là tính dẻo. Tính dẻo nha. Như vậy thì kim loại nó có tính dẻo, thầy lấy ví dụ như là vàng này, hoặc là dây bạc này. Các em thấy người ta mà nhà mà giàu giàu á thì người ta hay đeo vàng trang sức đó các em, bạc, dây bạc hoặc là vàng, đúng không? Thì người ta sẽ dùng búa, vàng bạc thì người ta không dùng búa mà người ta sẽ dùng cái thiết bị chuyên dụng, người ta đổ thành cái sợi, tại vì nó rất là giá trị. Còn riêng ví dụ như là đồng chẳng hạn hay là sắt, các em thấy là cái nó cũng có giá trị nhưng mà không bằng vàng và bạc được các em ạ. Người ta sẽ làm nhiều tròn méo vuông gì đấy tùy, hoặc là lá sắt rồi đó ha, thì có hình dạng khác nhau. Thì để mà tạo ra được những cái hình dạng này thì nhờ kim loại nó có tính dẻo thì mình làm được, chứ nếu như mà nó mà không dẻo thì mà nó giòn thì nó gãy ngay, các em hiểu không nào? Nên nó tạo ra những cái vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cái chậu này, thau, ấm, son, nồi rồi đó, đúng chưa? Ok, rồi các em nhớ giùm thầy là kim loại có tính dẻo nhé. Còn cái việc cho ví dụ thì chúng ta tự cho, được chưa nào? Cái thứ hai đó chính là cái tính dẫn điện. Thì cái việc tính dẫn điện này thì quá đơn giản rồi. Thì các em thấy là trong nhà mình thường sử dụng các cái dây dẫn, ví dụ như là dây cái lõi ruột, cái lõi bằng dây điện là bằng đồng hoặc là bằng nhôm, đúng không các em? Sẽ nó có tính dẫn điện rất là cao. Đó, này, người ta có vị bóng đèn này. Khi người ta nối lại cái nguồn điện thì cái bóng đèn này lại sáng, chứng tỏ cái kim loại nó có tính dẫn điện. Thì cái phần này á chúng ta nên đọc nha, đúng không nào? Kim loại có tính dẫn điện, ok.
Cái tính chất thứ ba của kim loại đó chính là tính dẫn nhiệt. Thì tính dẫn nhiệt thì anh thấy nó ví dụ như chúng ta lấy một cái đèn cồn, chúng ta lấy một dây thép, chúng ta đốt nóng ở đây, nhưng mà chúng ta cầm ở đây này, chúng ta nắm ở đây thì nó sẽ nóng ở cái phần đầu đây, nghĩa là nó sẽ truyền nhiệt, dẫn nhiệt ha. Còn cái này thì chúng ta sẽ tự động và chúng ta sẽ có thể làm những thí nghiệm này được. Nó tại vì nó thuộc gần như là của vật lý các em ạ, tại vì tính chất là của vật lý của kim loại, tính chất vật lý của kim loại thì nó theo vật lý rồi ha. Cái tính chất thứ tư đó chính là ánh kim. Thì ánh kim thì các em thấy ví dụ như là bạc hoặc vàng là cái có cái độ ánh kim rất là lấp lánh, rất là đẹp đúng không nào? Đây này. Nhưng mà ví dụ như sắt đồng thiết rồi thì nó không bằng bạc và vàng đi, nên các em không bao giờ các em thấy là người ta đeo cái dây chuyền là bằng sắt, giống như xích chó hay giống như dây xích của con chó được, mà người ta đeo cái dây dây chuyền ở đây đó chính là bằng bạc, tệ nhất là bằng bạc hoặc là bằng vàng đúng không nào? Rồi phần này các em tự đọc nhá, có anh Kim nhá. Ok, chúng ta đi sang phần bài tập luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập nha các em nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ làm cho các em ở bài số 1 nha. Bài 1. Hãy nêu tính chất vật lý và ứng dụng tương ứng của kim loại. Thì tính chất vật lý và ứng dụng thì cái phần này ở trong sách, ở phần lý thuyết người ta ghi rất là rõ đúng không nào? Thầy chỉ sơ lược qua một xíu nhé. Thì tính chất vật lý thì nó gồm cả bốn cái tính chất. Thứ nhất là tính dẻo này đúng không nào? Ví dụ như người ta ứng dụng ở đây thầy ghi một số thôi, ví dụ này là kéo sợi này, hay là giác mỏng này, vân vân, được chưa nào? Cái thứ hai đó chính là gì? Dẫn điện ha, tính dẫn điện này. Nhiều làm dây dẫn điện này, làm dây dẫn điện ví dụ như là đồng này hoặc là nhôm này ha. Tiếp tục dẫn nhiệt này, nhiệt này ví dụ như là cái em thấy là ứng dụng đây ví dụ như là ấm nhôm này, cái em đun đúng không, hoặc là nồi nhôm vân vân, được chưa? Cái tính chất cuối cùng đó chính là ánh kim. Ánh kim thì làm đồ trang sức không? Ví dụ như là bạc này hoặc là vàng này đúng không? Hai này là hay sử dụng nhất. Được chưa? Chúng ta sẽ đi sang bài số 2 nhé. Rồi, thầy xin lỗi các em, cái tay của thầy, các em thấy cái tay của thầy đây không? Do bữa thầy làm nhà thầy bị kẹt cái tay vào cái trên cái xe rùa đẩy bao xi măng, game thầy không rút kịp tay ra nên thầy tay thầy bị lỡ này em, game thông cảm đó. Thầy không phải giống dân thành phố đâu, trắng trẻo đẹp đẽ đâu em ạ, thầy là dân nông thôn nên là game thầy không phải mặc cà rà quét hay là mặc trắng trẻo đẹp đẽ đâu, không có đâu, thầy là con người việc thực, được chưa nào? Ta đi sang bài số 2. Hãy chọn những cụm từ, những từ và cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau đây. Nghĩa là ở đây người ta có cho các em này 1, 2, 3, 4, 5, 5 câu đúng không nào? Ở đây người ta cho các em các cái từ dùng để điền này. Một là nhôm này, bền này, nhẹ này. Đấy, 6 cái từ. Các em thấy không nào? Thì chúng ta sử dụng các cái từ này chúng ta điền vào cái chỗ trống. Rồi bây giờ chúng ta đi sang câu A nhé. Kim loại wolfram, wolfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có cái gì để cao, cái gì cao mà nó lại dùng, kem thấy cái sợi bóng đèn, sợi đốt mà cái bóng đèn mà màu đỏ đỏ đỏ, kem thấy cái sợi nó xoăn 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 lại, kem thấy là giống là xo, thì đó là người ta kim loại wolfram ấy. Thì do có gì, đó chính là nhiệt độ nóng chảy ha các em ha, nhiệt độ nóng chảy cao đấy, nhiệt độ nóng chảy cao. Như vậy câu A chúng ta còn phải điền thầy là nhiệt độ nóng chảy nhé. Câu B, bạc vàng được dùng làm gì gì đây, vì có ánh kim rất đẹp. Như vậy thì ở đây các em thấy này,
chúng ta cần phải chọn đó chính là gì? Chắc chắn là đồ trang sức đúng không? Như vậy đó chính là đồ trang sức. Đó. Câu C. Nhôm là được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do thứ nhất là gì? Chứ sao người ta không lấy sắt và đồng rồi làm máy bay cho nó to cho nó chắc mà người ta lại dùng nhôm? Đó chính là gì? Thứ nhất là nhẹ, là nhẹ và bền nhá. Nhẹ và bền. Được chưa? Chúng ta sang câu D. Đồng và nhôm được dùng làm cái gì đó là do dẫn điện tốt. Như vậy thì đây dây điện đúng không? Do làm dây điện. Như vậy thì ở đây chắc chắn là dây điện này. Câu E. Cái gì đó là dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt, thì đó chính là ấm nhôm rồi. Hồi nãy thầy cho cái ví dụ anh nè, đó chính là nhôm. Thì đó chính là nội dung của bài số 2 mà các cái từ và cụm từ chúng ta cần phải điền. Em có hiểu không nào? Dễ hiểu thôi đúng không nào? Chúng ta đi sang bài số 3 nhé. Rồi, bài số 3. Có các kim loại sau: đồng, kẽm, magie, natri, bạc. Hãy chỉ ra hai kim loại dẫn điện tốt nhất. Thì hai kim loại mà để dẫn điện tốt nhất trong các cái kim loại đây thì đó chính là đồng này và bạc nha. Đồng và bạc là hai kim loại dẫn điện tốt nhất nha các em nha. Được chưa? Ok. Chúng ta đi sang bài số 4 nha. Rồi, bài số 4 nha. Hãy tính thể tích 1 mol, người ta cho số mol các em, của mỗi kim loại, nhiệt độ áp suất trong phòng thí nghiệm. Biết khối lượng riêng D, khối lượng riêng đây, nghĩa là của tính thể tích của nhôm này, của kali này, của đồng này. Mà ở đây người ta cho chúng ta số mol thì bằng 1 mol. 1 mol thì chứng tỏ trong công thức này, N thì bằng M chia M lớn, đây là khối lượng mol, thì chúng ta suy ra M nhỏ này sẽ bằng là N nhân M lớn. Mà trong khi N nhỏ này bằng 1 mol, ta thấy vô đây thì chứng tỏ M này sẽ bằng M lớn, nghĩa là cái khối lượng của nó là bằng nhau. Là chúng ta phải chứng minh cho thầy cái này trước. Mà chúng ta biết là cái thể tích mà khi có cái khối lượng riêng này, chúng ta có là M. Khối lượng M bằng là V nhân D nhá. Như vậy thì suy ra V này sẽ bằng là M chia D. Thì M này lại bằng M lớn này, chúng ta bằng M khối lượng mol chia cho D. Như vậy thì ở đây ví dụ như là nhôm là 27 này, kali là 39 này, đồng là 64. Các em hiểu nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta chỉ cần tính giùm thầy ở đây. Rồi, chúng ta ghi ở đây nhá. Các em hiểu nào? Bây giờ thầy tính của nhôm ở đây trước nhá. Chúng ta ghi giùm thầy đây là 1 mol nhôm có thể tích là, do thầy kê cái sách nó rất là khó viết nha em nha, thông cảm, nhưng không phải thầy viết cái chữ nó cũng được chứ không nên nói xấu lắm đâu. Rồi, như vậy thì đây công thức của chúng ta đây. Như vậy thì V sẽ bằng là M lớn là nhôm là 27 ha, D của chúng ta là 2,7 thì sẽ bằng là gì? Bằng 10 đúng không? Cm khối. Được chưa? Để bây giờ thầy sẽ viết cái D của kali lại, rồi thầy sẽ đẩy cái bài lên nhé. D của đồng. Rồi, ok. Rồi, như thế này đây. Hồi nãy thầy nói lại là V của chúng ta là bằng M lớn. Đáng lẽ M nhỏ chia D, nhưng mà M nhỏ bằng M lớn rồi, ha. Nhờ chúng ta ghi cho thầy lên một câu là 1 mol kali có thể tích là. Như vậy thì ở đây V sẽ bằng khối lượng mol của kali là 39 nha em. Khối lượng mol kali 39, D của nó là đây, 0,86 không? Rồi, chúng ta bấm máy tính ra. Lấy 39 nha. Chia 0,86 bằng 45,35 em ạ. Gần bằng 45,35 cm khối nha. Tiếp tục, một mol của đồng là Cu có thể tích là, như vậy thì V ở đây đồng đây là 64, chia ở đây là 8,94 ha. 64 chia 8,94 bằng
Rồi sau khi bấm máy tính thì bằng ở đây các em 7 phẩy gần bằng 7,2 ha cm khối, được chưa? Rồi chúng ta đi sang bài tiếp theo nhé. Rồi chúng ta đi sang bài cuối cùng. Hãy kể tên ba kim loại được sử dụng để câu A này làm vật dụng gia đình. Thì vật dụng gia đình các em thấy ví dụ như trong nhà chúng ta thì có ví dụ cuốc là làm bằng sắt đúng không, nồi son thì làm bằng nhôm, hay là dây điện thì chúng ta làm bằng đồng đúng không, đồng đó. À, sản xuất dụng cụ máy móc sử dụng của máy móc thì chúng ta hay sử dụng nhất đó chính là sắt, nhôm và niken nha em, niken nha, ký hiệu là Ni. Rồi như vậy thì trong clip hôm nay thầy đã hướng dẫn các em giải xong cũng như là cung cấp cho các em cái tính chất vật lý của kim loại rồi. Thì nếu chúng ta thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ cho các bạn và đồng thời click quảng cáo ủng hộ thầy. Rồi, thầy cũng sẽ cố gắng hết sức để mà đồng hành cho kịp với các em học ở trên lớp. Tại vì bây giờ công việc của thầy nó không vào rồi. Tại vì đã bước sang cái giai đoạn là học chính thức rồi. Nên có thể cái việc up clip của thầy nó hơi chậm so với trong hè. Nên các em cứ thông cảm nhé. Thầy rảnh lúc nào thầy sẽ quay và up cho các em sau. Ok, xin chào hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo.